của Hoài Linh, Dương Triệu Vũ theo nguồn tin của Thanh Niên, ông Võ Tòa, bố của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và ca sĩ Dương Triệu Vũ vừa qua đời tối 6 tháng 10, thọ 85 tuổi. Nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Nam Thư, Khả Như, Xuân Lan, Hồ Ngọc Hà, Vũ Hà, Nguyễn Hồng Nhung đã gửi lời chia buồn đến gia đình Hoài Linh và Dương Triệu Vũ. Dương Triệu Vũ từng tâm sự với Thanh Niên. Bố mẹ anh ở chung nhà anh bốn, Hoài Linh tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, vì không gian thoáng đãng rộng rãi, có thể vui thú điền viên. Trong khi đó nam ca sĩ mỗi tuần sẽ qua thăm hỏi 5-6 lần. Bố mẹ của hai nghệ sĩ đều lớn tuổi nên muốn ở Việt Nam an dưỡng. Nếu mẹ của Dương Triệu Vũ muốn đi về giữa Việt Nam và Mỹ, khi hết dịch thì bố anh từng bày tỏ mong muốn từ đây đến khi mất ở lại quê hương. Bố nói muốn ở Việt Nam luôn, lớn tuổi rồi. Sức khỏe không tốt khi bay đường dài, sợ phiền cho con cháu. Anh em tôi luôn ủng hộ ý nguyện này, nam ca sĩ bộc bạch. Anh em Hoài Linh hát cùng bố mẹ trong live show của Dương Triệu Vũ cuối năm 2020. Hoài Linh từng trải lòng về đấng sinh thành, bố mẹ đã hy sinh nhiều và cho con tất cả những gì hiện tại từ đầu óc, thân thể, bản năng để sống với cuộc đời và kể cả cái bệnh của con, một nửa cũng là của bố và một nửa của mẹ. Bệnh chóng mặt, đau lưng, đau khớp là của mẹ, còn đau tim, đau bao tử là của bố. Không biết anh em tụi con còn được đứng trên sân khấu bao lâu để có bố mẹ xem chúng con hát như thế này. Thời gian của bố mẹ bây giờ có lẽ được tính bằng ngày rồi. Ba mẹ Hoài Linh có tất cả 6 người con, 3 trai, 3 gái. Hoài Linh là con thứ 3 và là con trai trưởng trong gia đình. Trong đó có 3 người tham gia nghệ thuật là ca sĩ Phương Trang, danh hài Hoài Linh và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Bố mẹ của Hoài Linh từng có thời gian dài định cư tại Mỹ. Cuối năm 2020, ông bà có góp mặt trong live show Uyên Uyển của Dương Triệu Vũ. Thực hư về clip Hoài Linh tuyên bố sẽ trở lại showbiz, theo tìm hiểu của Thanh Niên, đoạn clip Hoài Linh tuyên bố trở lại showbiz đang lan truyền trên mạng được cắt từ livestream hồi tháng 5 năm 2020. Lúc đó nam nghệ sĩ chưa vướng ồn ào từ thiện. Clip Hoài Linh tuyên bố trở lại showbiz đang lan truyền trên mạng thu hút sự chú ý của dư mới đây. Cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip về những chia sẻ của nghệ sĩ Hoài Linh liên quan đến việc trở lại hoạt động nghệ thuật. Trong video, diễn viên nhà có năm nàng tiên gây chú ý với kiểu tóc mới trẻ trung hơn. Ông cho biết khi nhớ sân khấu, nhớ khán giả thì sẽ cùng tâm sự với mọi người. Nay tôi chủ yếu là khoe đầu tóc, coi thử mọi người có khen tóc mới không, để tôi giữ cái tóc giống như vậy cho mới. Mặc dù chỉ là gián tiếp, không được nhìn được mặt quý vị, nhưng cảm ơn những lời động viên, sự yêu thương của quý vị dành cho Linh, nam nghệ sĩ tâm sự. Đồng thời, khi được hỏi về dự định trở lại showbiz, Hoài Linh cho hay: đang mùa dịch cho nên tạm ngưng thôi, mai mốt mình diễn lại. Còn game show thì khi nào mọi người mời lại thì mình ngồi thôi. Nếu khán giả ủng hộ mình thì mình sẽ ngồi lại game show, nhưng chắc ít thôi. Bây giờ không ngồi nhiều được nữa rồi. Tôi ngồi không nổi nữa vì mệt, sức khỏe không cho phép. Sau ồn ào từ thiện, Hoài Linh gần như ở ẩn. Chưa có bất kỳ động thái nào trên mạng xã hội, đoạn clip này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bất ngờ trước những chia sẻ của nghệ sĩ Hoài Linh về việc trở lại showbiz sau thời gian vắng bóng. Trong số đó, có không ít cư dân mạng tỏ thái độ không hài lòng. Thậm chí là phản đối việc ông trở lại với nghệ thuật vì vừa vướng phải những ồn ào liên quan đến tiền cứu trợ miền Trung. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, đây là clip cũ, được cắt ra từ phần livestream của diễn viên nhà có năm nàng tiên từ ngày 8 tháng 5 năm 2020. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ chưa vướng phải những ồn ào liên quan đến các hoạt động thiện nguyện. Bên cạnh đó,
Trên fanpage của Hoài Linh, bài đăng gần nhất là vào tháng 6 năm 2021 để giải thích về số tiền kêu gọi miền Trung. Từ đó đến nay, nam nghệ sĩ chưa có bất kỳ động thái nào trên mạng xã hội. Hoài Linh bị sửa tiểu sử thóa mạ trên Wikipedia liên quan đến tiền từ thiện trước đó, trong clip giải trình về vấn đề từ thiện. Hoài Linh cũng gây chú ý khi tuyên bố rút khỏi ghế nóng thách thức danh hài sau những ồn ào. Nam nghệ sĩ tâm sự với nhà sản xuất: các bạn đã thương mến và mời tôi tham gia thách thức danh hài. Qua sự việc này, tôi xin các bạn được rút ra khỏi chương trình bởi vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến chương trình của các bạn. Chúc các bạn có một mùa thách thức danh hài thật thú vị và có những tiết mục hay gửi đến quý khán giả, bà con khắp nơi. Không về hát hò.